Xúc động hình ảnh bàn thờ cô Sanh Hà Chí Tài trong nhà thờ tổ của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Bàn thờ cô Sanh Hà Chí Tài được đặt trong nhà thờ tổ của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh một cách trang trọng, không ít khán giả đã bồi hồi xúc động khi thấy những hình ảnh này. Gần một tháng kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài mãi mãi ra đi vì đột quỵ, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết vẫn luôn nhớ đến anh. Mới đây, người hâm mộ đã không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh bàn thờ của cố nghệ sĩ Chí Tài trong nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. Bức ảnh được đăng tải bởi diễn viên Quách Ngọc Tuyên trên trang cá nhân, anh viết: "Quay gần đền, tranh thủ giờ nghỉ về thắp nhang tổ và thăm anh." Bàn thờ của cố nghệ sĩ Chí Tài được đặt chú heo nhồi bông khiến nhiều người không khỏi vui ngùi bởi hình ảnh bé heo khởi nhớ đến bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan. Gắn bó với nhau hơn 20 năm với hàng trăm vở diễn lớn nhỏ, tình bạn của nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ Hoài Linh luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi nghệ sĩ Chí Tài đột ngột ra đi, nghệ sĩ Hoài Linh là người đứng ra sắp xếp tổ chức tang lễ trước khi di hài được đưa sang Mỹ. Trong tang lễ, người ta vẫn không quên hình ảnh Hoài Linh cúi lạy về phía khán giả. Hình ảnh bàn thờ của cố nghệ sĩ Chí Tài trong nhà thờ tổ đã khiến không ít khán giả xúc động. Khi bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận: "Gần một tháng kể từ ngày chú ra đi, mọi người vẫn luôn nhớ về chú, mong chú an nghỉ. Xúc động quá, bé heo vẫn luôn ở bên chú. Vẫn nhớ về chú qua những vở diễn, nhớ giọng nói, tiếng cười của một nghệ sĩ tài hoa."